Công nhận dáng mà chị ta bánh nuột dễ sợ. Chị ơi tới kịp cổ em đi. Nè chị, tới đây em sẵn sàng rồi. Tới đây chị ơi, tao rất là mê gái luôn. Gặp thêm bà này nữa, tốc độ mê nhân hai. Nhưng mà tao biết tao thẳng nha. Tao ghét thẳng á, nhưng mà tao mê gái. Nó ngộ vậy á. Nhưng mà nói gì thì nói, bà chị tao bánh ngon thiệt. Nhìn cái dáng bà đi, nuột từ trên xuống dưới. Ngon chưa? Ai không mê nhưng tao mê. Cảm ơn. Dáng chị thướt tha trong bộ váy đỏ. Em bồi hồi ngồi ngậm lá hóa tương tư. Bây giờ mê chị quá rồi làm sao? Hay cưới em đi. Em nghĩ chắc không sao đâu. Em sẽ làm tiểu tam để bé bót nắm đầu em chơi vậy đó. Gái có bồ như hoa đã có chậu. Em thâm hậu đập chậu cướp hoa. Ủa được mà. Lấy cái xẻng là đập cái chậu cướp hoa đi được mà. Chị bình thường mà. Chị sợ bé bót chát cái AK chạy đi tìm. Rồi bây giờ em phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao?